chất âm high end, high end nha quý vị. Mono shock. Rồi em xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một đô la đến từ Anh Quốc, Model Short. Và model của nó là MS55TI quý vị. Và em đang ghép cùng với con Amly High-End Quốc Fedan 2050A cũng đến từ Anh Quốc luôn nha quý vị. Thì quý vị vừa thưởng thức chất âm của một cái âm thanh rất là tuyệt vời quý vị. Hầu như là tất cả các tiếng nhạc cụ hay là gì đó quý vị, nó thể hiện cực kỳ rõ ràng, trong vắt luôn nha quý vị. Thì đôi loa MS55TI này thì nó rất hiếm ở thị trường Việt Nam quý vị, rất hiếm nha. Những đôi model short nó rất hiếm. Thì đôi này thì nó sở hữu là hai bát đường kính là 20cm và phía trên là một chép titan. Và cái thùng này thì nó thiết kế rất là đẹp, rất là độc đáo nha quý vị. Ở phía dưới thì nó sẽ có cái chân sắt, chân zin của nó luôn. Đó. Nó thiết kế xung quanh hầu như là không có cái chạm, ngay cả chạm loa nó cũng mang ở dưới chân luôn nha quý vị. Thiết kế nói chung là rất là độc đáo. Thì con Amly Quốc Fedan 2050A này thì em cũng đã giới thiệu đến quý vị rất nhiều rồi. Nó là một trong những cái con Amly high end nhưng mà có cái mức giá nói chung rất là rẻ quý vị, nói chung là rẻ luôn chứ không phải. Mức giá chỉ có trước em có báo quý vị và các bạn với mức giá là 6.500.000 quý vị. Nhưng mà hôm nay thì mức giá sẽ giảm cực kỳ tốt, còn chỉ có 5.800.000 đồng nữa quý vị và các bạn sở hữu con Quốc Fedan 2050A này. Đó. Ở đây em có luôn một model NAT cũng của Anh Quốc 7020E quý vị. Em này thì nó sẽ chạy 4 con sò S, 4 sò sắt S ha. Thì ở đây sẽ có các mẫu âm ly có thể đánh được đôi loa model short này. Thì con NAT này thì có cái mức giá là 4.200.000 quý vị, 4.200.000 7020E đến 4 sò S sò sắt nha. Ở bên đây em sẽ có một cái bộ accord của Đan Mạch nha quý vị, gồm một bộ CD và Amly. Thì Amly cũng là nó theo cái hơi hướng hiện đại nha quý vị, chúng ta chỉ có một cái nút volume thôi. Đó, và volume của nó là volume nó hiển thị số luôn. Đó. Và cái bộ này có cái mức giá cực kỳ giật mình luôn nha quý vị. Cả bộ thôi, giá chỉ có 5.500.000 thôi.
5 triệu rưỡi thôi. Nói chung bộ này là em xả cho quý vị, xả lỗ cho quý vị luôn. Bộ này giá rất cao nha, gồm CD và amply hoạt động hoàn hảo hết nha. Đó, cực kỳ tốt quý vị, mức giá cực kỳ tốt để chúng ta sở hữu. Chúng ta nghe lại thêm một chút nữa chứ. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.